Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái căn nhà mặt tiền đường Trần Thị Non. Wow, mặt tiền đường Trần Thị Non này cắt với lại là đường Đoàn Nguyễn Tấn Hương Lộ 11 từ chợ Hương Long. Vào bên trong nhà chỉ mất khoảng một cây số và căn nhà của mình là đối diện với ủy ban đối diện với lại là trạm y tế và tất cả là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết luôn. Và căn nhà của mình là mặt tiền đường nên mình có thể kinh doanh mua bán rất là thoải mái luôn. Và căn nhà với diện tích là ngang 4m, dài 27m, kết cấu là một chợp một lầu mái hợp, rất là đẹp và sang với tông màu màu trắng và màu xanh lá cây. Wow, quá là hợp lý ha. Và căn nhà của mình là thuộc là xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Tâm nói rõ luôn. Và với một cái công năng sử dụng là tới tận là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân trước, đậu ô tô và sân sau giếng trời. Quá là ok. Ở ngoài đây thì mình có thể là kinh doanh mua bán gì cũng được ha. Kế bên thì có tiệm tóc Ngọc Trang và gần gần đó thì có Viettel nè, rồi có lạp xưởng Phong Thịnh. Wow, quá là ok. Đằng xa xa nữa thì có những cái quán tạp hóa và quán cà phê. Mình muốn mở gì cũng được. Kế bên thì buổi sáng có là bán đồ ăn, thức uống ha. Và căn nhà của mình á, mặt tiền đường nhựa thông, đường trước nhà đây 6m, xe hơi xe tải né nhau hai chiếc luôn. Và ở đây thì được cái là có hai cái chợ để mình đi ra chợ mua bán rất là thuận tiện, đó là chợ Hưng Long và chợ Long Thượng. Và ở đây, ở bên tây mặt của Tâm đây, chạy thẳng ra là đến chợ Hưng Long, ra thẳng đường An Phú Tây để ra tới quốc lộ 1A, rất là thuận tiện, ngay đầu của Nguyễn Văn Linh luôn. Và cách với lại trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Public, trường Đại học Văn Hiến, Remit thì chỉ mất khoảng là 15 phút thôi. Và cách trung tâm thành phố chỉ có 25 phút theo tuyến đường chính quốc lộ 1A. Và ở đây thì được cái là dân cư ở đông đúc luôn ha. Quá là đẹp luôn, quá là vui đấy. Và căn nhà của mình là sổ hồng riêng, thổ cư 100%, ép cọc bê tông đầy đủ luôn. Và căn nhà của mình là có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn, của nhà nước luôn ha. Nước máy của Hà Lan, hồi xưa thì hay gọi là nước bông tơ nữa cô chú anh chị đó. Còn bây giờ thì gọi là nước máy của công ty Hà Lan. Và với căn nhà mình là ép cọc bê tông đầy đủ hết nên rất là kiên cố và chắc chắn. Bên ngoài thì có một cái lớp cổng ha. Đó, nhà mình là hướng Tây, thuộc về Tây Tứ Mệnh. Buổi sáng thì rất là mát mẻ, có buổi trưa khoảng tầm đâu đó 12 giờ cho đến 3 giờ thì rất là nắng, nhưng mà mình có thể làm mái che cũng được, hợp lý ha. Rồi thì ở ngoài thì có lượt lớp cổng 4 cánh, sơn tĩnh điện cao cấp và rất là kiên cố chắc chắn, sắc hợp luôn. Wow, quá ok. Ở đây thì sàn của mình á, thì cao, rất là cao, để khi mà cô chú anh chị mình lên, khi mà mặt đường lên nền thì mình cũng có được là vừa phải với lại cái mặt đường ở bên ngoài ha, không sợ thấp hơn. Và căn nhà của mình với mức giá đầy đủ luôn là dưới 3 tỷ 4, còn thương lượng mạnh mẽ luôn, sổ hồng riêng, đất thể hiện đường luôn, và vay được ngân hàng 50-70% giá trị nhà, và thời hạn vay lên đến là 25 năm, quá là hợp lý. Ở ngoài thì sân thì được ốp lát, có bờ tường bao đầy đủ hết luôn, được ốp lát lên tới là 1m7 ha cô chú chị ha. Rồi có được là vòi nước để rửa sân rửa xe, quá là hợp lý. Bên dưới thì được ốp là gạch sỏi chống chân trượt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ luôn. Rồi ở ngoài đây thì mặt dựng đây được ốp những cái gạch men đá bóng kiến cực kỳ là đẹp và sang, và với một cái lớp cửa 4 cánh đây, nhôm sinh pha kiến cường lực thì quá là tuyệt vời luôn. Và căn nhà đây thì sổ hồng riêng, thổ cư 100%, thương lượng mạnh mẽ cho cô chú anh chị luôn, yên tâm ha. Rồi ở không gian của phòng khách đây thì rất là mát mẻ luôn nè. Đó, trần đây cao và trần đúc suốt hết một tấm luôn. Trần đây là cao 4m8 và giật hợp xuống 4m rưỡi ha. Đó, rất là nhiều luôn. Và ở đây thì có một cái quạt ở bên trên, quạt trần ở phòng khách, vừa có quạt và vừa có đèn nên rất là mát và rất là sáng ha. Rồi tất cả tường, chân tường thì được ốp lát lên tới là 1m6 đầy đủ hết luôn ha. Gạch chân tường rất là đẹp luôn, với những họa tiết rất là sang. Rồi bên tay phải Tâm thì cũng có được là những cái bức tranh phong thủy, những chú hạc và 8 chú cá coi, chép coi, hóa rồng, quá là tuyệt vời. Và bên tay trái đây thì cũng tường cũng được ốp lát đầy đủ hết lên tới 1m6 nè ha. Rồi một bức tranh phong thủy nữa, sơn thủy hữu tình, có núi, có cây, chim muông, thú cảnh, rất là dễ thương. Bên dưới thì đá bóng kiến là 60x60 vân mây. Cô chú anh chị thấy căn nhà của mình rất rất là hợp lý luôn, vừa thoải mái vừa mát mẻ. Nhà mình đúc thật nên vào bên trong nhà vào nắng cực kỳ là nắng đỉnh điểm luôn, vào vẫn thấy mát ha. Rồi đây thì cũng có được là những chú chim bồ câu. Và đây thì tranh lụa nên mình lau chùi rất là thuận tiện luôn. Rồi khu vực đây là phòng ngủ thứ nhất,
dành đến cho người lớn tuổi ở dưới tầng trệt. À, thì phòng ngủ cũng được ốp lát gạch hết rồi, nên là có những cháu nhỏ vào chơi mình cũng không sợ bị dơ ha. Có đèn ngủ nè, đèn led đầy đủ hết, dây chờ máy lạnh, à, quá đầy đủ luôn. Đây, và cửa chính, cửa phụ, cửa sổ đều là cửa nhôm Sinfa hết 100% cho gia đình mình ha. Rồi, vào bên trong đây thì với không gian của phòng bếp đây, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp bằng đá hoa cương đầy đủ hết. Gạch men thì được ốp lát cẩn thận kỹ lưỡng luôn. Đó, và đây thì có quạt ha, quạt Panasonic, quạt trần đây, rất là mát luôn. Và khu vực đây thì mình để bộ bàn ăn, 6 ghế, rất là thuận tiện luôn. Ngay đây thì mình có thể để máy giặt, ống nước vô, nước ra, vỗ cắm. Giặt đầu xong mình phơi độ khoảng sân sau nhà mình, có rồng rọc giếng chờ ha, quá là hợp lý luôn. Đấy, và ở đây thì với một cái khoảng không gian là 2m sân sau, cô chú anh chị thấy là mình có thể là kéo rồng rọc ha, rất là thuận tiện luôn. Đó, quá là ok. Rồi, nhà vệ sinh đây, dưới tầng trệt phục vụ cho phòng khách và phòng ngủ ở bên dưới tầng trệt cũng rất là hợp lý luôn ha cô chú anh chị. Đó, đầy đủ luôn, bồn cầu liền khối, bồn lavabo, vòi sen. Và với một cái căn nhà kiến trúc hiện đại với một cái thiết kế rất là nhã nhặn, hiền hòa, thì cô chú anh chị nhanh tay sở hữu căn nhà này nha, với mức giá là 3,4 tỷ. Còn ở đây thì mặt tiền đường đây, đất đã tầm khoảng là 2,5 tỷ đến 2,6 tỷ rồi cô chú anh chị. Tâm có một nền đất 5,25, 2,6 tỷ dành đến cho gia đình mình nếu muốn mua ha. Rồi, ở đây thì có được là cầu thang với những bậc cầu thang bằng đá hoa cương với hai tông màu, màu đen, màu trắng, tay vịn bằng gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly, đầy đủ hết cho gia đình mình luôn, quá là hợp lý luôn ha. Đó, với một mức giá rất là tuyệt vời, với một cái công năng sử dụng đầy đủ, thì cô chú anh chị nhanh tay sở hữu căn nhà này, vay được ngân hàng 50-70% giá trị ha, và sở hữu vĩnh viễn lâu dài luôn ha. Rồi, ở đây thì lầu 1 thì có được là 3 phòng ngủ và 1 phòng nhà vệ sinh, đầy đủ hết cho gia đình mình ha. Đó, bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen, quá ư là hợp lý luôn. Hay, vừa sạch sẽ mà vừa rất là thoải mái, thoáng mát. Đây là phòng ngủ thứ 2. Phòng ngủ này có cửa sổ ha, do nhà mình có giếng chờ đằng sau nên là không bị bít bùng và không có bị là không có nắng và không có gió ha cô chú anh chị. Rồi, ở đây thì có đèn ngủ là đèn led. Gạch thì được ốp lát hết từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, nên rất là sạch sẽ luôn ha. Và cũng đảm bảo cho những bé nhỏ không sợ bị quạch lên tường. Và đây thì tường đà cột riêng hết nha, nhà này xi sao nên là cô chú anh chị mình yên tâm, tường đà móng cột riêng biệt hết luôn, không có chung chạy gì với ai hết ha. Rồi, ở đây phòng ngủ thứ 3. Wow, phòng ngủ thứ 3 nè. Đó, cũng được ốp lát gạch rất là sang trọng và rất là hiếm hoi với những cô chú anh chị mình tìm những căn nhà mặt tiền và tìm những căn nhà rất là đẹp và sang, với một cái lối thiết kế rất là hiện đại luôn và một cái tông màu nhẹ nhàng luôn. Rồi, cầu thang của mình có đèn cầu thang, cô chú anh chị thấy nó chiếu sáng lấp lánh luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi, ra đây thì với một cái không gian phòng ngủ cuối cùng rộng rãi thoáng mát, gia đình mình có thể ngăn ra làm thêm một cái phòng thờ ở trên lầu, hoặc là mình có thể để tủ thờ hoặc trang thờ ở dưới phòng khách. Đây thì phòng này rất là rộng, mình chỉ ngăn ngay khu vực đây thôi là một cái tủ thờ riêng ha. Ở đây thì có được là cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ban công đây đầy đủ hết, rất là đẹp luôn, để mình có thể là trồng cây nè, để mình có thể là phơi đồ. Đó, khu vực đây rất là thoải mái, đã trồng những cây trang hết rồi nha cô chú anh chị ha. Đó, rất là sang. Và ở đây thì mình muốn đổ ra là một cái sân thượng giả, một cái sân thượng ngoài như là những căn nhà kế bên vẫn được ha, để mình trồng cây. Thì với một cái căn nhà đẹp và sang, với một cái mức giá rất là dễ thương là 3,4 tỷ cho một cái căn nhà, giảm mạnh luôn, thương lượng mạnh luôn, giảm sâu luôn. Và với diện tích là ngang 4 dài 27, mặt tiền đường nhựa thông 6m, đường Trần Thị Non có tên đường đầy đủ luôn. Và căn nhà của mình có được khoảng sân trước nhà là 5m, đậu xe ô tô, xe tải nhỏ ha. Và có được là sân sau là 2m, rất là thoáng luôn. Và căn nhà của mình có tận là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, rất là tuyệt vời dành đến cho gia đình mình. Và căn nhà của mình đường thông thoáng, cắt với lại là đường Đoàn Nguyễn Tuấn, Hương Lộ 11, và từ ngay ủy ban xã Hưng Long vào bên trong nhà, từ ngay
trạm y tế vào bên trong nhà và gần ngay với trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết. Và nếu cô chú anh chị nào yêu mến và thích căn nhà này với hướng nhà hướng Tây thuộc về Tây Tứ Mệnh thì hãy gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video nha. Và Tâm cam kết đảm bảo cho gia đình mình về tính minh bạch, sổ hồng rõ ràng, thổ cư 100%, vay được ngân hàng 50-70% giá trị nha. Và điều đặc biệt nữa cô chú anh chị ơi, căn nhà của mình là có thời hạn vay lên đến 25 năm. Và ở đây thì Tâm cam kết với cô chú anh chị mình buôn bán kinh doanh gì cũng thuận tiện, do mặt tiền đường lưu lượng lưu thông rất là đông và rất là dày đặc ha. Cảm ơn rất là nhiều, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, tìm được những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất với gia đình mình nha. Điều đặc biệt nữa cô chú anh chị ơi, hãy nhớ giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà và muốn xây dựng nhà mới đầu tư, alo Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.